tồn tại từ ngàn năm cùng với cây cỏ thiên nhiên đất nước, hoa sen không chỉ là người bạn thân thiết mà được xem như là biểu trưng văn hóa, bén rễ sâu trong tâm thức của người dân Việt. Bên cạnh đó, sen có vai trò và vị trí đặc biệt cả về tâm linh và văn hóa của cả dân tộc. Và bởi thế mà ngắm sen luôn mang đến những cảm xúc thanh tịnh, an yên một cách lạ thường. Trong văn hóa Việt Nam, sen không chỉ là loài hoa đẹp mà còn là biểu tượng văn hóa trong tâm thức và nhân cách người Việt. Đây cũng là loài hoa duy nhất hội tụ đủ cho mình những ý nghĩa nhân sinh cao quý, ý nghĩa về triết học, ý nghĩa của âm dương ngũ hành, là sự vươn dậy mạnh mẽ, một ý chí sống mãnh liệt. Người Việt từ xưa đến nay có thú chơi hoa tao nhã, nhưng có lẽ chỉ thưởng sen mới đem lại cảm giác thanh tịnh, an yên. Sen là một loại hoa đặc biệt, cần sự am hiểu và chăm sóc công phu của người chơi. Đây là một buổi họp mặt của hội những người thích cắm hoa sen, đã gắn bó với nhau hơn 5 năm qua để giao lưu, học hỏi và chiêm ngưỡng cách các nghệ nhân thổi hồn vào từng đóa sen. Hoa sen thì ý nghĩa thứ nhất là như mình nói là quốc hoa, thứ hai nữa là nó mang tính chất là thiền, làm cho con người ta hướng tới cái đẹp. Là khi mà ngắm hoa sen thì tâm hồn nó tĩnh tại hơn này, mà bản thân cái hoa sen nó đẹp, tất cả các bộ phận đều có ý nghĩa, đều có công dụng, không chỉ làm đẹp cho đời này, làm đẹp cho món ăn này, làm đẹp cho nhà cửa này. Nên là mình nghĩ là hình như là cái đã là hoa thì ai cũng yêu, nhưng hoa sen thì mọi người sẽ yêu đặc biệt hơn. Chính vì lý do đấy và rất là mong muốn để cho mọi người thưởng thức được những cái nét đẹp khác nhau của những cái sen vùng miền. Sen đẹp thanh cao nhưng mới tiếc nhất có lẽ là việc hoa chống tàn. Nhưng có lẽ vì tuổi đời của sen quá ngắn mà người ta càng có ý thức năng niu. Từ việc chăm chút từng cành, từng lá đến chờ đợi thời điểm hoa nở để chiêm ngưỡng vẻ đẹp, thưởng thức hương thơm thuần khiết và để thấy ở đó sự trân quý giá trị của sen. Thật ra thì bình hoa sen thì bản thân nó ở ngoài thiên nhiên đã là vô cùng đẹp, là một cái vẻ đẹp hoàn mỹ rồi. Thì cái người cắm làm thế nào đấy lựa được từng cái dáng hoa, từng cái dáng mặt lá sắp xếp vào trong một cái bình, cái không gian nhỏ hẹp đấy, để nói được cái đời sống sinh trưởng của cả một cái đời cây hoa sen, chứ không phải là chỉ có hoa sen không. Chơi sen là một quá trình gom góp hình ảnh và hương vị từ đôi bàn tay thô ráp nứt nẻ của người nông dân trồng sen, người bán sen, đến đôi bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng của người cắm hoa sen, đều vương vấn ngang ngát hương sen. Và cả không gian trưng bày sen bỗng như bừng sáng bởi bình hoa ướp làng hương thanh tịnh ấy. Và bởi vậy mà người cắm sen cũng cần có những yêu cầu khắt khe. Tôi vẫn thường nhắc với các bạn học viên là trước khi mình cắm một bình hoa thì mình phải cởi bỏ hết tất cả lo âu phiền muộn trong người. Cái con người mình thanh sạch 100% thì tương tác được với hoa sen, nó là mình sẽ nhận được cái nguồn năng lượng từ hoa đem tới và mình sẽ diễn đạt cái vẻ đẹp rất hoàn hảo ở ngoài thiên nhiên đặt vào một cái bình hoa, thì cái bình hoa của mình nó mới là diễn đạt cái cảm xúc của mình cộng với vẻ đẹp thiên nhiên, thì bình hoa nó sẽ có hồn. Trong Phật giáo, sen có 8 đặc tính là không nhiễm, chừng thanh, kiên nhẫn, viên dung, thanh lương, hành trực ngẫu không và bồng thực. Hoa sen đồng thời còn được ví với quá trình tu tập, phát triển tâm thức. Người xưa vẫn thường nói, đời người nếu có thể sống đầy khí chất như hoa sen, hãy tận hiến cho đời những giá trị nhân văn sâu sắc. Và có lẽ đó cũng là những gì mà những ai đã trót dành niềm đam mê cho sen hướng đến.